Hello anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Hoạt Họa Mi của em nhé. Thì như thường lệ em lại lên những cái video chia sẻ kinh nghiệm với các bác nhé. Thì trong tất cả những cái video em chia sẻ với các bác ấy, thì có những cái mà có thể các bác không yêu thích và có những cái các bác không áp dụng được. Nhưng mà ngược lại thì cũng có nhiều người áp dụng được và có những người áp dụng thành công. Thì những cái video em lên chia sẻ với các bác ấy, có những video là các bác mà cảm thấy áp dụng được thì các bác giữ lại, còn video nào các bác mà không áp dụng được các bác có thể xem cho vui các bác nhá. Còn nếu bác nào cảm thấy yêu quý em thì cho em xin một nút đăng ký kênh các bác nhá, một nút like, và hoặc là tuyệt vời hơn nữa thì các bác cho em xin một số cái chia sẻ lên những cái trang chợ hội nhóm của Facebook các bác nhá. Thì đó là cái điều rất là tuyệt vời và rất là vui đối với em các bác nhá. Thì hôm nay em lại lên chia sẻ với các bác về những chủ đề chim. Thì hôm nay sẽ có chủ đề gì? Thì hôm nay em xin phép là chia sẻ với các bác về chủ đề đó là trong cái quá trình mà anh em mình nuôi chim trong lồng ấy, bị nuôi nhốt ấy lâu rồi ấy, lâu lắm ấy, thì có những chú chim nó bị những cái bốt chân này, cái bốt chân ở những cái ống đồng của con chim các bác nhá. Thì cái đó thì anh em mình gọi là bốt chân đúng không các bác? Thì cái cách làm cái bốt chân nếu mà để cho con chim ấy, thứ nhất là những cái khỉu khớp chân này này nó cử động, nó sẽ con chim nó cái cảm giác mà cái bốt chân nó chùm xuống ấy thì cái cử động nó phải cử động như này. Thì cái bốt nó chọc vào cái phần mà cái bàn chân của nó thì con chim có nhiều khúc con chim nó rất là đau và nó sẽ cử động rất là khó và thậm chí làm. Và cái quan trọng hơn nữa là cái thẩm mỹ khi mà mình nuôi như vậy thì bốt chân nó lên nó rất là xấu xí, nhìn nó xù xì đúng không, nó không được đẹp. Nó không được đẹp thì làm cách nào để anh em mình bóc cái bốt chân nó ra? Thì em cũng có thấy là rất nhiều bác đã chia sẻ và cách làm sao mà bóc được cái bốt chân nó ra rồi. Nhưng mà thực ra là mỗi người có một cách riêng. Thì hôm nay em xin phép lên là chia sẻ cái cách của em. Cái cách này thì em cũng chưa thấy ai áp dụng và xin phép là chia sẻ với các bác. Thì thực ra là các bác ạ, có rất là nhiều cách có thể là bóc được cái bốt chân của con chim ra. Có một cái cách rất là nhanh, có cái rất là nhanh đó là các bác cho chim tắm xong và các bác lấy nước giấm các bác đổ trực tiếp vào cái chỗ bốt chân của con chim. Các bác bắt ra, bắt con chim và cầm vào tay và các bác lấy nước giấm các bác đổ trực tiếp vào cái chỗ mà bốt chân con chim rồi các bác lấy tay các bác bóc. Thì cái cách này nó có rất là hay luôn, nhưng mà ngược lại nó có cái ưu điểm và cái nhược điểm. Cái ưu điểm là con chim khi mình bóc một phát đấy là xong luôn và con chim chỉ phải làm một lần duy nhất thôi và anh em mình không phải mất thời gian. Còn cái cách thứ hai, có cái nhược điểm của nó thì là cái cách này thì các bác phải bắt trực tiếp vào tay con, bắt trực tiếp con chim ra. Và có những con chim thuần thì không sao, nhưng có những con chim mộc dở hoặc những con chim đang lên điện đó, thì khi mình bắt ra thì có những con chim tâm lý nó không bị, nghĩa là tâm lý nó không vững các bác nhá. Tâm lý không vững thì nó sẽ làm cho tình trạng là con chim nó bị hoảng và có những con chim nó mất điện. Và có những con chim thậm chí là đối với Họa Mi có nhiều con khi mình bắt ra mình nhìn thấy nó, nhiều khi mà nó nhìn thấy mình ấy nó sẽ bị xù đầu, nó sẽ sợ các bác nhá, nó chỉ sợ một mình những người bắt thôi. Và cái nhược điểm tiếp theo đó là khi mà mình làm như vậy ấy, thì mình bóc chân bóc ra ấy, có nhiều khi mình bóc không cẩn thận là cái lớp sừng nó chưa bong hết ra mà chúng ta đã bóc thì có thể là nó ảnh hưởng đến con chim, dẫn đến con chim chảy máu và nó đau, nó sẽ sợ các bác nhá. Thì thực ra là cách này thì em cũng không khuyến cáo các bác làm, nhưng mà nếu bác nào làm thành thạo thì vẫn xin chúc mừng tất cả các bác. Còn đây các bác có thể thấy đây là một em chim Họa Mi các bác nhá, em chim Họa Mi mà em đã mua về và chân nó rất là nhiều bốt các bạn, chân nó rất là nhiều bốt luôn và hôm nay mình sẽ xử lý nó. Nhưng mà cái cách này của em ấy thực sự với các bác là các bác phải sử dụng là lâu dài các bác nhá, các bác phải làm lâu dài chứ một hôm hai hôm là sẽ không bao giờ khỏi được. Một hôm hai hôm là sẽ không khỏi được đấy. Thì tí nữa em sẽ nói nguyên nhân vì sao con chim nó bị những cái bốt chân như thế này. Thì em xin chia sẻ với các bác đây, đây là con chim Họa Mi mái sau khi em mua về đây. Con mái này là một con mái rất là hay các bác nhá. Sau khi em mua về đấy, các bác nhìn cái bốt chân này, nhìn rất là kinh khủng luôn các bác, nhìn rất là kinh khủng luôn, nhìn cái chân này. Có thể các bác không nhìn rõ đúng không? Đó. Đấy các bác nhìn chân này, nhìn rất là kinh khủng luôn, nó nhiều cực kỳ luôn. Thì trước khi làm cái cách này thì anh em chuẩn bị cho em là một cái lồng tắm các bác nhá, một cái lồng tắm. Và cái cách này chúng ta sẽ làm thường xuyên. Đây thì cái lồng tắm em đã chuẩn bị sẵn rồi các bác này. Đây một cái lồng tắm nhá, một cái lồng tắm và các bác để đầy nước cho em, đổ gần như đầy nước cho em nhé các bác nhá. Và thứ hai là các bác chuẩn bị cho em những cái thứ như này, đây là quả chanh. Đấy cái quả chanh này các bác nhá, cái quả chanh mà chúng ta hay ăn uống mà hay là để pha nước chấm ấy hàng ngày ấy, thì các bác một quả chanh nó to bằng cái đít của cái cống nước kia kìa. Thì các bác cắt đôi cho em, các bác cắt đôi cho em, các bác cắt đôi ra, xong các bác vắt cho em, cắt đôi như này, xong các bác vắt vào đây, vắt vào đây các bác nhé, em sẽ làm luôn nhá. Đấy, các bác sẽ vắt vào như vậy, các bác vắt vào xong rồi các bác đuổi chim vào cho tắm. Đấy, cái cách đơn giản nó chỉ vậy thôi các bạn. Đấy, các bác đuổi chim vào cho tắm. Nhưng mà cái cách này các bác phải làm thường xuyên các bác nhá. Phải làm thường xuyên giúp em ạ.
Đấy, các bác phải làm thật là thường xuyên chứ em. Gần như là các bác phải làm liên tục ấy, làm liên tục có thể trong hàng tháng trời đấy các bạn. Thì gần như là cứ anh em mình tắm thôi, cho chim tắm là anh em mình vắt vào thôi. Thì cái chanh này nó cũng rất là tốt các bác nhé. Khi mà con chim nó tắm vào nước chanh ấy, thì cái nước chanh nó có chất axit hoặc chất chua ấy, thì làm cho những cái con vi khuẩn hoặc là những cái con bọ mà nó không tốt cho cơ thể con chim ấy, thì nó sẽ từ sợ cái mùi đó và sợ chất chua và nó sẽ đi mất các bác nhá. Và đặc biệt là tắm bằng chanh này ấy, thì con chim cái mỏ và cái chân nó sẽ rất là đẹp các bác nhá, càng ngày nó càng đẹp lên. Cái này thì em đã thử nghiệm rất là nhiều rồi. Thì xin nói với các bác là nguyên nhân vì sao mà cái con chim nó lại bị như vậy. Thì trong cái quá trình nuôi nhốt của anh em mình ấy, thì con chim nó bị thiếu chất các bác nhá. Nó thiếu chất ở đây không phải là thiếu cào cào, thiếu dế hay là thiếu thịt các bác nhá, hay là cám không ngon, hay là cám không ngon. Nhưng mà cái này là do là trong cái hàm lượng cám hoặc cái hàm lượng của thức ăn anh em mình ấy, nó bị thiếu một cái, đó là thiếu canxi. Thiếu canxi và thiếu khoáng các bác nhá. Thiếu canxi và thiếu khoáng, hai cái thành phần này nó sẽ làm cho con chim bị cái bốt càng ngày càng bong, càng dày lên, và cái mỏ con chim càng ngày càng dài ra. Và thứ hai là cái móng chân, móng tay của con chim ấy càng ngày nó càng dài ra các bác nhé. Nếu các bác mà chọn cái hạng cám mà nó không có những cái thứ đó thì thực ra là nó sẽ không tốt các bác nhá, nó sẽ không tốt và ăn con chim nó sẽ bị như vậy. Thì các bác cứ để ý những cái hạng cám của bác xem, thì cái điều đó là cái điều mà gần như là rất là hay xảy ra. Và nếu như các bác mà kết hợp với cái chế độ tắm như này nhá, kết hợp với cái chế độ tắm như này thì nó sẽ bong thôi, nó sẽ bong thôi. Nếu mà các bác muốn nó nhanh hơn thì các bác hãy ra tiệm thú y. Các bác hãy ra tiệm thú y và các bác hãy mua cho em cái khoáng, trong cái gói khoáng và cái bổ sung canxi ấy, thì các bác về các bác hòa lẫn với cám thì các bác cho nó ăn, cho chim trộn lẫn chim nó ăn. Nhưng mà các bác chú ý là cái này mình cũng không nên lạm dụng quá nha, lạm dụng quá nó rất là nguy hiểm. Chúng ta hãy cho một lượng vừa phải thôi, nghĩa là trong một tháng có thể chỉ ăn tầm 3-4 lần thôi. Như vậy thì con chim nó sẽ ổn định và khi nó bong cái bốt nó ra rồi thì nó cái bốt gần như nó sẽ không bao giờ nó mọc lại. Còn nếu như các bác mà không sử dụng như vậy ấy, mà khi mà các bác xử lý được cái bốt rồi mà các bác không cho nó ăn khoáng, ăn vi lượng ấy, thì các bác, em đảm bảo với các bác luôn là một thời gian con chim nó lại lên những cái vảy như vậy các bác nhé. Thì chúng ta lại tiếp tục áp dụng cái chế độ tắm chanh. Thì ngoài ra nhá, nếu như bác nào mà đang sử dụng nhá, EDM nói đang sử dụng cái cám ở nhà em, đang sử dụng cái cám này của nhà em này, thì các bác không phải mua khoáng và vi lượng nữa. Bởi vì trong cái cám này nhà em đã có rất là đầy đủ rồi. Và đặc biệt là khi ăn cái cám này nhà em ấy, kể cả có những con chim mà nó bị ít bốt chân như các bác nhá, mà các bác không sốt ruột ấy, thì các bác cho nó ăn cái này, thì một thời gian là cái bốt nó cũng sẽ bong, tự bong ra các bác em. Cái bốt chân nó tự bong ra và cái móng của chân con chim nó sẽ không bao giờ dài, và cái mỏ nó cũng sẽ không bao giờ dài. Đấy là cái sản phẩm cám bên em. Còn nếu bác nào mà không dùng cám bên em thì các bác hãy chú ý là các bác ra cái tiệm thuốc thú y ấy, các bác mua cho em là có rất là nhiều các bác nhé. Có rất là nhiều. Thì nói thật với các bác là cái bốt chân này thì thấy cũng chưa định làm video đâu, nhưng mà có nhiều anh em hỏi quá trên những cái video, những cái live stream của em thường phát ấy. Thì có nhiều anh em hỏi quá thì hôm nay là nhân tiện là làm cái video đấy lên chia sẻ với các bác. Thì cũng không biết là nó đúng hay nó sai, nhưng mà cái cách này em làm ấy thì đã được nhiều anh em sử dụng và đã thành công rất là nhiều rồi các bác nhé. Thì các bác cứ làm theo thôi. Nếu như trong cái quá trình các bác làm thử ấy và con chim nó cũng không đỡ, đúng không, thì cái chanh nó cũng làm một cái rất là tốt để giúp con chim nó khử đi những cái bẩn ở trên cơ thể nó. Mà thì kể cả những con chim của các bác mà trong cái quá trình mà anh em mình chăn nuôi ấy, mà ví dụ nó không có những cái bốt chân đi, thì bác tắm chanh nó vẫn cứ ok. Bởi vì khi tắm chanh ấy thì cái mỏ và cái móng hoặc là lông nó sẽ rất là đẹp các bác nhé. Nó sẽ rất là đẹp, các bác cứ thử rồi các bác sẽ có kết quả rõ rệt các bác nhé. Thì thực ra là trên đây là cái video mà em chia sẻ những cái kinh nghiệm nó rất là nhỏ như này thôi, nhưng mà em nghĩ là nó cũng hữu ích cho một số bác mà đang cần. Các bác cứ kết hợp tắm như này cho em. Các bác sẽ có những câu hỏi là tắm đến khi nào, đúng không? Thì chúng ta cứ tắm đi. Tắm đến khi nào mà cái bốt chân của con chim nó rơi ra thì thôi, đúng không? Nó tự rơi mà các bác. Và kết hợp với những cái khoáng đó nhá, các bác kết hợp với những cái khoáng đó ấy, thì nó sẽ rơi rất là nhanh. Rơi rất nhanh. Hoặc là đặc biệt là Hoặc là lúc nào các bác nào chưa dùng thử cái sản phẩm cám bên em này này, thì các bác có thể là bác nào mà
chưa dùng cái cám bên em này nhá. Hoặc là các bác nào muốn trải nghiệm sản phẩm cám bên em này thì các bác có thể nhắn tin qua cho em theo số điện thoại của em là 0974 64899, hoặc là trên đó cũng có Zalo, thì em sẽ gửi tặng các bác một gói 200g này nhá. Thì các bác chỉ phải giả cái tiền ship thôi. Thì kết hợp với cái việc mà tắm như này và các bác cho ăn luôn cám của bên em, thì em nghĩ là ăn hết một hai gói này thì là chi nó cũng tự bong bong bốt ra, với kết hợp tắm chanh như vậy nhá. Thì trên đây là cái video em chia sẻ với các bác về những cái kinh nghiệm nó rất là nhỏ như vậy, hy vọng là sẽ được các bác ủng hộ và các bác đón nhận. Thì cái video này nó chỉ đơn giản vậy thôi. Em cũng xin phép là dừng video ở đây bởi vì nội dung nó cũng dài rồi, nó được khoảng hơn 10 phút rồi, tránh tình trạng mất của các bác nhiều thời gian. Thì em xin phép là dừng video nhé. Xin chào tất cả các bác, hẹn gặp lại các bác ở những video sau. Chúc các bác xem video vui vẻ và chúc các bác áp dụng thành công nhé. Bye bye tất cả các bác.